Các bạn thân mến, trước màn hình các bạn đang nhìn thấy đây là trận bão lửa tại Lahaina, Hawaii của Mỹ. Đây là thủ đô của Hawaii, nơi là bán cá voi nhiều nhất và cũng là nơi ăn chơi nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng mà trong ngày 8 tháng 8 vừa qua thì ngọn lửa đã thiêu cháy hết tất cả mọi thứ tại thành phố này. Chúng ta đang nhìn thấy cháy một cách khủng khiếp vô cùng. Và một điều vô cùng quan trọng nữa là chúng ta thấy rằng lửa cháy không tha bất kể một thứ gì cả. Đây là một điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Tại sao tự nhiên lại cháy một cách khủng khiếp vô cùng như vậy? Và nhiều người thì nói rằng do tội lỗi, nhiều người khác thì lại nói rằng đây là thiên nhiên tự nhiên. Nhưng không có cái gì tự nhiên cả, mà chúng ta thấy những chiếc xe đang cháy kinh khủng như vậy. Và có một điều đặc biệt, các bạn sẽ đi đến nhà thờ, ngôi nhà thờ Mariu. Tại đây đã cổ kính hơn 130 năm được xây dựng. Dầu lửa có cháy trụi tất cả mọi căn nhà này, thế nhưng mà chúng ta bước vào nhà thờ đây, chúng ta nhìn thấy mọi sự được giữ nguyên. Tất cả mọi sự được giữ nguyên, xung quanh thì cháy hết, nhưng riêng nhà thờ thì không hề cháy. Và mục sư ở đây cũng đã nói điều là tất cả điều này đều do Chúa cả. Như Thi Thiên 91 có nói rằng người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi sẽ nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và đồn mũi tôi cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Và chúng ta biết rằng Chúa sẽ luôn gìn giữ và che chở chúng ta, như lời làm chứng của mục sư quản nhiệm tại hội thánh ở đây. And Father Kuikose, who's the pastor there, went into the church 2 days after, and the inside of the church, nothing is touched. There's no damage. And the even greater thing was the fact that there were flowers at the foot of the altar, and those flowers were not withered from the heat. You know, spiritually, we always, you know, look for the presence of God in our world, whether it's a rainbow or whether, you know, it's other people's loving love for us or whatever. You know, we always, it's nice to know that God is with us and that his love and his presence is there. Quả thật, điều này ngoài sự tưởng tượng của con người, và chỉ những người có đức tin vào nơi Chúa mới có thể hiểu được việc Chúa làm. Vì thế chỉ có đặt niềm tin vào nơi Chúa thì chúng ta sẽ được bình an và phước hạnh cho đến đời đời. Xin Chúa ban ơn và ban phước cho tất cả anh chị em. Amen.